Giờ anh em coi thử có bao nhựa nào. Em tập trung vòng lại ở đây nha, nha. Ok. Nè có con ra đây nữa kia nè. Nè. Hai con luôn nè. Nè. Hai con này nắp rồi. Ui, cái cục gì đẹp vậy? Của em mới lấy. Đẹp về. Đúng rồi. Thôi đi. Gì? Con này vẫn còn sống nè. Ừ. Tối rồi kinh nghe. Hả? Tối rồi. Nè nè. Dám chạy đi đâu? Đây về. Về về về. Bữa nay bắt được mớ. Nè lá này về cho bà nội đập đập ái nè. Đập gì? Đập đập trạo. Cầm đi. Gì? Yeah.